Kính thưa quý vị, bệnh nhân ung thư biết tuyệt tác âm nhạc tên từ Virginia, Hoa Kỳ. Tại một vòng thu âm ở Fort George, Virginia, nhạc sĩ Stuart Joel đang thực hiện một giấc mơ của đời mình và việc ghi âm lại một bài hát ông đã viết vào 30 năm trước đây. Hiện nay là một bệnh nhân ung thư giai đoạn 3, ông Joel diễn tả rằng những thời gian mà ông dành cho studio thu âm giống như là một phương thức trị liệu chống bệnh ung thư vậy. Ông nói rằng khi ông chơi nhạc, ông không cảm thấy như là một bệnh nhân ung thư nữa. Tuy ông vẫn cảm thấy sợ sệt khi lên sân khấu và đôi lúc chơi sai nốt nhạc, nhưng ông không quan tâm. Ông chỉ muốn chơi nhạc hết mình và hết sức có thể. Ông Chiu đã viết bài nhạc rock vào năm 1986 trước khi được chẩn đoán là bị bệnh ung thư. Nhưng sau khi biết mình bị mắc bệnh, ông mới quyết định thu âm bài hát này và để lại một tuyệt tác âm nhạc cho gia đình cùng bạn bè. Ông cũng cho biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng ông không muốn biết ông sẽ sử dụng toàn bộ cơ hội này để hoàn tất được bài hát của mình. Cơ hội này đã đến từ nhà sản xuất âm nhạc Jim Albert, người sáng lập ra tổ chức Cancer Can Rock, cho phép các nhạc sĩ bị ung thư có thể thu âm được một tác phẩm để lại cho hậu thế. Bản thân nhà sản xuất âm nhạc Albert là một bệnh nhân sống sót qua căn bệnh ung thư não 14 năm trước. Khi đó, ông chỉ còn một năm để sống. Căn bệnh ung thư này đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của ông và nó đã khiến ông muốn để lại thứ gì đó cho cuộc đời, để gia đình và bạn bè có thể tưởng nhớ đến ông. Ông Albert nói rằng, khi ông mắc bệnh ung thư, ông cảm thấy rất tạm bợ. Ông không biết mình sẽ sống ra sao, sống ở đâu, làm đầu óc ông rối loạn. Thế nên ông đã quyết định là một điều gì đó mà nó sẽ tồn tại mãi mãi. Đó chính là việc giúp đỡ một người nhạc sĩ viết nên một bài nhạc bởi vì bản nhạc đó sẽ là vĩnh cửu đối với gia đình bạn bè của họ mặc cho tình trạng sức khỏe của người nhạc sĩ có ra sao đi nữa. Nhạc sĩ Joe là bệnh nhân ung thư thứ tư ghi âm tại phòng thu của Albert mà ông thuê tại khu vực Falls Church vụ ông Joao là Janis cho biết bà cảm thấy rất cảm kích vì chồng của mình có được cơ hội để tập trung vào niềm đam mê của ông trong khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Bà Janis nói rằng âm nhạc là sự cứu rỗi cho chồng bà khi ông bị bệnh ung thư có rất nhiều điều tiêu cực đè nặng lên suy nghĩ của ông và âm nhạc chính là một cách để ông có thể gạt được điều đó qua một bên và thực hiện điều mà ông ấy yêu thích với những người bạn đồng môn. Điều này giúp ông giải tỏa được mọi thứ trong năm tới albert hy vọng rằng sẽ nâng cao được ý thức và tiền quỹ cho tổ chức của ông trong thời gian này ông muốn những người nhạc sĩ sau khi hoàn thành công việc tại phòng thu sẽ cảm thấy yêu đời và tuyệt vời và có giá trị thay vì cảm thấy buồn bã và thất vọng vì những biến cố mà bệnh ung thư gây ra cho cuộc đời của họ